Năm 2022, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường trong khu vực phòng thủ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh được chú trọng. Là đơn vị đứng đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, được các cấp, bộ, ngành biểu dương khen thưởng. Năm 2023, Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, với xây dựng khu vực phòng thủ địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững cho thành phố.